thông minh, một khái niệm đã quen với chúng ta, đặc biệt là trong suốt quãng thời gian đi học. Nhưng mà bạn có thật sự hiểu thông minh là gì không? Trước hết, cùng Spider Room xem lại một chia sẻ của tiến sĩ Đoàn Hương về trí thông minh và tài năng nhé. Chương trình Olympic thì phải thừa nhận là rất thông minh. Nhưng còn Việt Nam có một hồi cứ điên lên bảo là Việt Nam đào tạo tài năng cho Úc, vì sau đó nó cho mấy cái học bổng các trường đại học tư nhân. Hôm nay tôi lên tôi nói ngay, đây không phải là tài năng. Vì những câu hỏi trong Olympic là câu hỏi đã có đáp án. Phải bao giờ tài năng là trả lời được những câu hỏi không đáp án mới là tài năng. Nhớ định nghĩa tài năng thế giới là thấy hộ tôi nhá. Phải trả lời được những câu hỏi không có đáp án mới là tài năng. Còn trả lời những câu hỏi đáp án có đáp án dễ quá, bình thường. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Tài năng thường được cho là gắn liền với trí thông minh và được xem như là đặc ân của ông trời ban cho số ít. Chẳng mấy ai khen một người hoàn thành đường chạy marathon có độ dài 26,2 dặm trong 2 giờ là thông minh cả. Nhưng mà người ta sẽ nói điều đó với một em bé lớp 4 giải đúng một bài toán lớp 7. Vậy thì chúng mình nên xem xét trí thông minh dưới các yếu tố nào và làm sao để trở nên thông minh hơn? Cùng Spider Room tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Định nghĩa về trí thông minh vẫn còn tranh cãi. Trước tiên, chúng mình phải làm rõ rằng trí thông minh không phải là một thứ đơn thuần và cụ thể. Ngay cả các nhà khoa học cũng vẫn còn tranh cãi rất nhiều xoay quanh định nghĩa của nó. Video này sẽ chia sẻ cho bạn hai nghiên cứu về trí thông minh được công nhận rộng rãi hiện nay. 9 loại trí thông minh theo lý thuyết của Gardner. Vào năm 1983, Howard Gardner, giáo sư nghiên cứu về nhận thức và giáo dục tại Đại học Harvard, đã khởi xướng lý thuyết trí thông minh đa dạng trong cuốn sách Frames of Mind. Ông cho rằng trí thông minh có nhiều loại, mỗi loại có khả năng giải quyết vấn đề hoặc tạo ra sản phẩm có giá trị trong những bối cảnh xã hội khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng IQ để đo lường trí thông minh là thiếu toàn diện. 9 loại trí thông minh được Gardner đưa ra như sau. Trí thông minh ngôn ngữ. Đây là loại trí thông minh liên quan đến việc sử dụng thành thạo ngôn ngữ diễn đạt thông qua nhiều hình thức như là nói, viết, sáng tác thơ ca, hùng biện, v.v. Những người sở hữu trí thông minh ngôn ngữ rất nhạy cảm với các cấu trúc câu, từ vựng, âm điệu, ngữ nghĩa và có lợi thế hơn trong việc học ngôn ngữ mới hoặc sử dụng ngôn ngữ cho những mục đích cao siêu hơn. Ví dụ như là thế này. Trí thông minh ngôn ngữ được coi là một trong những loại trí thông minh quan trọng nhất, ảnh hưởng tới sự thành công của con người. Bạn biết đấy, không phải tự nhiên mà các cụ nói mồm miệng đỡ chân tay. Trí thông minh logic toán học. Loại trí thông minh thứ hai là logic toán học, điểm danh nếu bạn từng bị hoặc từng được đánh giá trí thông minh dựa trên điểm toán giống mình. Nhóm này sở hữu các đặc điểm nổi bật như sau. Có khả năng suy nghĩ về các khái niệm trừu tượng mà không cần hình ảnh cụ thể. Có khả năng phân tích và tìm ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp. Thích thực hiện các thí nghiệm khoa học, thường xuyên sử dụng tư duy phản biện và thích các trò chơi liên quan tới trí tuệ hay toán học. Gardner khẳng định, trí thông minh này không liên quan đến số học mà còn bao gồm cả các mối quan hệ logic không phải số như khả năng suy luận, khả năng phát hiện vấn đề. Tất nhiên, giỏi toán, đặc biệt là toán logic, chính là biểu hiện tiêu biểu của trí thông minh này. Trí thông minh không gian. Loại thứ ba là trí thông minh không gian. Những người sở hữu loại trí thông minh này thường rất nhạy cảm với các hình khối và kiến trúc, cũng như có khả năng tưởng tượng và tư duy hình ảnh rất tốt trong không gian đa chiều. Trí thông minh âm nhạc. Còn nếu bạn có khả năng cảm thụ âm thanh, nhịp điệu, giai điệu, biết chơi nhạc cụ, hát hay, thậm chí còn sáng tác được một bản nhạc, thì xin chúc mừng, bạn đã sở hữu trí thông minh âm nhạc. Đây cũng là nhóm thông minh thứ tư được Gardner đề xuất. Trí thông minh thể chất vận động. Khá bất ngờ với nhiều người, Gardner đã đề xuất trí thông minh thể chất vận động. Theo ông, khả năng sử dụng cơ thể linh hoạt và chính xác, thậm chí sử dụng các chuyển động cơ thể để biểu thị những trạng thái cảm xúc hay diễn đạt ý tưởng nên được coi là một loại trí thông minh. Do đó, với Gardner, vận động viên hoàn thành đường chạy marathon có độ dài 26,2 dặm trong vòng 2 giờ chính là người thông minh. Trí thông minh giao tiếp. Tiếp theo, Gardner đề xuất trí thông minh giao tiếp, gần giống với khái niệm trí tuệ cảm xúc gọi tắt là EQ, được nhà tâm lý học Daniel Goleman định nghĩa. Trí thông minh này liên quan tới khả năng thấu hiểu được ý định, động lực và khao khát của người khác, giúp chúng ta làm việc với mọi người hiệu quả hơn. Trí thông minh nội tâm. Gardner cũng nhắc tới khái niệm trí thông minh nội tâm.
cuối cùng thì sau các triết gia và Đức Phật đã có một giáo sư tâm lý học coi khả năng thấu hiểu bản thân, biết cách tự trân trọng cảm xúc, nỗi sợ và động lực của chúng ta là một loại trí thông minh. Gardner thậm chí còn nhấn mạnh rằng trí thông minh nội tâm rất quan trọng trong giáo dục vì nó giúp chúng ta tự phản chiếu cũng như chủ động đặt câu hỏi về các kiến thức đã học. Trí thông minh tự nhiên. Trí thông minh thứ 8 theo lý thuyết của Gardner là trí thông minh tự nhiên, liên quan tới khả năng nhận biết và phân loại các yếu tố trong tự nhiên. Người sở hữu trí thông minh này rất nhạy cảm với thời tiết, địa hình, động thực vật cũng như các chuyển biến của vũ trụ. Trí thông minh triết học. Cuối cùng, Gardner đề xuất trí thông minh triết học hay trí thông minh hiện sinh, đó là sự nhạy cảm và những suy nghĩ sâu sắc về sự tồn tại của con người như ý nghĩa của cuộc sống và bản chất của cái chết. Lý thuyết trí thông minh đa dạng của Gardner được nhiều người chấp nhận, đặc biệt là các nhà giáo dục hiện đại. Dù vậy thì giới học giả vẫn còn tranh cãi, xoay quanh tính khoa học và khả năng đo lường các loại trí thông minh mà Gardner đề xuất. Robert Sternberg, giáo sư tại Đại học Cornell, đã đồng ý với Gardner rằng trí thông minh nên là một khái niệm rộng hơn IQ. Nhưng mà ông cho rằng 9 loại trí thông minh mà Gardner đề xuất thực chất nên được xem như các tài năng cá nhân. Sternberg đã đề xuất một cách tiếp cận khác. Lý thuyết trí thông minh thành công của Robert Sternberg. Sternberg quan niệm trí thông minh là tập hợp của các nhóm khả năng giúp chúng ta thành công, thay vì xem xét các loại trí thông minh rời rạc như Gardner. Ông đã chia trí thông minh thành một miếng bánh với 3 phần chính: trí thông minh phân tích, trí thông minh sáng tạo, trí thông minh thực tiễn. Trí thông minh phân tích, đúng như cái tên của nó là khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết tình huống một cách logic. Giỏi toán hay đạt điểm cao trong bài test IQ cũng phản ánh một phần của trí thông minh này, tất nhiên không phải là tất cả. Trí thông minh sáng tạo đề cập tới khả năng tìm ra những ý tưởng hoặc cách tiếp cận mới cho các vấn đề dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết và kỹ năng đã có. Cuối cùng là trí thông minh thực tiễn, nhấn mạnh tới khả năng thích ứng, định hình và lựa chọn nguồn lực một cách tối ưu để đạt được mục tiêu của bản thân. Ba nhóm trí thông minh được Sternberg đề xuất cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trí thông minh phân tích đóng vai trò như một nền tảng vững chắc, cung cấp những lý thuyết, nguyên tắc, quy luật hay nói cách khác là những công cụ cơ bản nhất giúp người ta giải quyết các tình huống. Tiếp theo là trí thông minh sáng tạo, cho phép chúng ta mở rộng khả năng tư duy để tìm ra những giải pháp tối ưu vượt ngoài thông lệ bình thường. Cuối cùng là sử dụng trí thông minh thực tiễn để biến các ý tưởng sáng tạo trở thành một hiện thực thay vì để nó lửng lơ trong đầu hay viển vông trên giấy. Theo quan điểm của Sternberg, chúng ta cần kết hợp hiệu quả cả 3 nhóm trí thông minh trên để thành công, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm nào đó. Bạn có để ý không? Nếu xét theo 3 hợp phần của Sternberg, ta thấy rằng trí thông minh là thứ gì đó hoàn toàn có thể học được và không phụ thuộc quá nhiều vào ông trời. Tuy nhiên, lý thuyết của Sternberg cũng gặp phải những tranh luận trong giới khoa học vì nó khó kiểm chứng và khó đo lường. Vài quan niệm phổ biến về trí thông minh. Một quan niệm phổ biến là não càng to thì càng thông minh. Điều đó liệu có đúng không? Câu trả lời là không. Não của Albert Einstein thậm chí còn nhỏ hơn so với người bình thường. Vậy điều gì trong bộ não ảnh hưởng đến trí thông minh? Các nhà khoa học đã kết luận có 3 thứ đóng vai trò quyết định, đó là vỏ não, chất xám và sự tương tác giữa các vùng trong não. Nghĩa là nếu muốn trở nên thông minh hơn, chúng ta cần phải tác động tích cực lên những phần này. Điều mà Spider Room sẽ giải thích ở phần sau, mọi người kiên nhẫn nhé. Quan niệm thứ hai là trí thông minh của chúng ta chịu ảnh hưởng từ mẹ. Điều này được chấp nhận về mặt sinh học, bởi trí thông minh chủ yếu được xác định bởi các gen nằm trên nhiễm sắc thể X. Phụ nữ có 2 nhiễm sắc thể X là XX, trong khi nam giới chỉ có 1 nhiễm sắc thể X và 1 nhiễm sắc thể Y là XY. Điều này có nghĩa là mẹ có khả năng truyền nhiều gen liên quan đến trí thông minh hơn cho con cái so với bố. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các gen có liên quan đến trí thông minh chỉ hoạt động khi được di truyền từ mẹ, và nếu chúng được thừa hưởng từ bố thì sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, trở nên thông minh hơn là việc hoàn toàn có thể luyện tập, như ông bà ta vẫn thường bảo là cần cù bù thông minh. Sự thông minh của con người có mối quan hệ chặt chẽ với nhận thức và trải nghiệm sống, hai thứ này hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian. Vậy làm thế nào để trở nên thông minh hơn? Bạn có thể thông minh hơn mình tưởng, đừng nghi ngờ về điều đó. Một trong những cách tốt nhất chính là luyện tập thường xuyên và trải nghiệm những thử thách mới. Bộ não của chúng ta có khoảng 86 tỷ neuron kết nối với nhau qua các synapse, tạo thành một mạng lưới phức tạp để xử lý thông tin. Các kết nối ở mạng lưới này thay đổi trong quá trình trưởng thành, gọi là tính khả biến của thần kinh, neuroplasticity. Hãy hình dung khi mà bạn yêu cầu não bộ giải quyết một bài toán,
thì sẽ không có một neuron cụ thể nào đứng ra chịu trách nhiệm cho điều đó cả. Ngược lại, các neuron phải bắt tay cùng nhau để tìm ra đáp án. Càng nhiều cú bắt tay, tương đương với càng nhiều synapse mới được hình thành, thì mạng lưới xử lý thông tin càng nhạy bén. Mạng lưới xử lý thông tin càng nhạy bén thì bạn càng trở nên thông minh hơn. Đấy chính là sự tương tác giữa các vùng trong não mà Spider Room đã nhắc tới ở trên. Khi chúng ta tiếp cận những thử thách mới, liên tục các synapse sẽ cũng hình thành. Điều này giống như là não bộ đang tập nâng tạ vậy. Thời gian đầu thì rất đau mỏi, nhưng mà sau đó thì não bộ trở nên dẻo dai và có đủ sức mạnh để sẵn sàng ứng phó với những thách thức khác. Tương tự, khi bạn luyện tập thường xuyên, các synapse cũng được củng cố, giúp gia tăng khả năng ghi nhớ. Mà trí nhớ thì chính là yếu tố rất quan trọng cho phép chúng ta kết nối các dữ liệu, có nền tảng để phân tích các vấn đề, sáng tạo giải pháp và hành động nhanh chóng. Nói cách khác, trí nhớ tốt củng cố cho cả ba loại trí thông minh theo quan điểm của Sternberg. Ăn nhiều blueberry, việt quất cũng là một cách để cải thiện trí thông minh. Loại quả này còn được đặt cho cái tên mỹ miều là Brain Berry do chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể trung hòa các gốc tự do, bảo vệ neuron thần kinh cũng như tăng cường khả năng tạo ra synapse. Nghiên cứu của Đại học Cincinnati, Mỹ cho thấy bổ sung việt quất mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện đáng kể khả năng học tập, trí nhớ cũng như các bệnh lý thoái hóa thần kinh khác. Nhưng nếu bạn nghi ngờ về lợi ích tuyệt vời của việt quất lên trí thông minh là do sự can thiệp của marketing, hay chỉ đơn giản loại quả này tại Việt Nam thường phải nhập khẩu và có giá khá là mắc, thì Spider Room sẽ gợi ý thêm một giải pháp không đồng, đó chính là thiền định. Thiền định làm thay đổi sự hoạt động của sóng não từ trạng thái beta là hoạt động cao sang theta và delta là hoạt động thấp. Khi ấy các neuron thần kinh được thư giãn, tạo ra một môi trường thuận lợi để những synapse mới được hình thành. Siegfried Ofmer, cựu chủ tịch khoa phản hồi sinh học thần kinh của Hiệp hội Tâm lý học ứng dụng và phản ứng sinh học, đã tiến hành nghiên cứu trên một nhóm người thiền định. Kết thúc thí nghiệm, ông nhận thấy chỉ số IQ của người tham gia tăng trung bình 23%. Ngoài ra, Sarah Lazar, tiến sĩ Đại học Harvard, đã sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ MRI để quan sát cấu trúc não của những người tham gia thiền định so với những người không thiền. Kết quả nghiên cứu của bà được công bố vào năm 2000 chỉ ra rằng thiền định còn có khả năng làm dày thêm lớp vỏ não, một trong ba yếu tố quyết định đến trí thông minh mà Spider Room đã nhắc tới phía trên. Trí thông minh là một chủ đề cực kỳ phức tạp và gây tranh cãi trong giới khoa học tới tận ngày nay. Bất kể một định nghĩa hay sự phân loại nào về trí thông minh mà bạn đọc được có thể đều chưa phản ánh toàn bộ bản chất của trí thông minh, bao gồm cả video này. Nhưng ít ra, các nhà khoa học đã thống nhất được với nhau rằng trí thông minh có phạm vi rộng hơn rất nhiều so với chỉ số IQ. Vì thế, đừng tự ti chỉ bởi vì điểm bài kiểm tra IQ không được như bạn mong đợi. Cuối cùng, luôn có nhiều hơn một giải pháp để trở nên thông minh như là ăn blueberry mỗi ngày hay đều đặn thiền định chẳng hạn. Bởi não bộ con người vốn cực kỳ dẻo dai và nhạy bén nhờ vào tính khả biến thần kinh. Bất kỳ tác động nào giúp cho các synapse được củng cố thì đều là chìa khóa để chúng ta trở nên thông minh hơn. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về trí thông minh hoặc thường làm gì để luyện tập não bộ? Hãy chia sẻ cho Spider Room biết nhé! See ya!